Đây là vườn Babylon của em. Có lưỡi hổ, có cây chanh, hoa dừa cạn, hương thảo. Vừa để ngửi thơm, hương thơm và chế biến thịt bò, húng quế, dừa cạn và hoa móng rồng. Khóm lan này có lẽ là bị sâu bệnh, vì trong 10 ngày nay, trước đây 10 ngày do vận chuyển thì em nghi ngờ là nó bị tác động vật lý thì chết từng ngọn một, thì còn nhánh này đã là nhánh thứ 3 bị héo úa. Do vậy em suy đoán không phải là bị tác động vật lý mà là do sâu bệnh. Còn các khóm này vừa được tưới sáng nay. Các giò này đều có dấu hiệu tươi tốt. Riêng khóm này, hoa lan đỏ này, thì nhánh này đã là nhánh thứ 3 bị chết. Không hiểu nguyên nhân gì. Chắc chắn không phải do tác động vật lý, bởi vì đã sau 10 ngày vận chuyển, từng ngọn một, đây là nhánh thứ 3 bị héo úa. Giò lan này đang cần cấp cứu.